Thưa quý vị, từ lâu Mai ấp ủ một cái chương trình làm Thanh Mai Show để có thể chia sẻ những cái trải nghiệm rồi được trò chuyện với các chuyên gia để cùng nhau chúng ta có những cung bậc thăng trầm, cùng nhau có những cái thông tin, kiến thức. Và hôm nay thì Mai mới có cái dịp để thực hiện những cái mơ ước đó. Mai hy vọng rằng Thanh Mai Show sẽ là món ăn tinh thần được tất cả quý vị đón nhận. Thưa quý vị, con người sống trong xã hội có rất là nhiều những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô, rồi gần đây lại có một cái mối quan hệ mà mọi người hay nói nó là mối quan hệ mập mờ. Nói về quan hệ này thì nhạc sĩ Khắc Hưng trong một bài nhạc của mình anh đã từng viết như thế này: đôi ta ở trên tình bạn mà ở dưới tình yêu, đời vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Đôi ta ở trên tình bạn mà ở dưới tình yêu, được vui biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu. Nhiều người thường ví là mối quan hệ mập mờ giống như là đóa hoa quỳnh đó, sớm nở tối tàn, lúc nào cũng chỉ phô diễn trong bóng tối nhưng lại không có danh phận. Chuyên mục trò chuyện ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về đề tài này với sự chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào chị. Chào chị Thanh Mai và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mối quan hệ mập mờ nó cũng rất là khó xử. Có thể là cái người trong cuộc á, lúc đầu thì thấy tò mò mới lạ, nhưng mà rồi với thời gian thấy cái mình không được danh phận rõ ràng, mình không, nhiều khi cũng có những cái lúc mà muốn hờn trách nhưng mà cái danh phận của mình không rõ ràng là một cái người yêu, thành ra mình cũng sẽ không biết ghen tuông, không biết hờn trách như thế nào đó. Còn quan điểm của chị thì ra sao ạ? Thực ra thì chúng ta dùng cái từ mập mờ để chúng ta chỉ về một cái biểu hiện của một cái mối quan hệ mà những người trong cuộc đó, họ làm gì với nhau thôi. Chứ khi một mối quan hệ nó đã được xác lập rồi thì làm gì có cái chuyện mập mờ hay là mập rõ giống như em đâu chị Mai. Mọi thứ nó là nó. Có điều là lúc này vì rất nhiều vướng bận mà người ta đặt cho nó một cái tên với một cái mong muốn là được hợp thức hóa cái mối quan hệ này. Vì một cái lý do rất quan trọng là người ta không muốn buông bỏ. Vì người ta vẫn muốn có cái sự thỏa mãn gì đó mà mỗi người trong cuộc sẽ có một tâm cơ ghét nhau. Nhưng mà thực ra thì không có mối quan hệ nào được gọi là mập mờ nếu như trả nó về đúng bản chất của tình cảm cả. Nó chỉ đơn giản đó là đây là một mối quan hệ mà bạn chưa thể chính danh. Thế thì vì nó chưa thể chính danh cho nên là bạn phải tìm cho nó một cái tên để nó được gọi tên. Mai có đọc đâu đó trên mạng những định nghĩa về mối quan hệ mập mờ. Mai xin được trích đọc nha. Mối quan hệ mập mờ là không có quyền để ghen, là không danh chính ngôn thuận, không danh phận rõ ràng, chỉ là khi cần thích thì có nhau, luôn ở bên nhau như thói quen và lẽ thường vũn thế, bất cứ khi nào cũng có thể rời xa và biến mất, là không có cách nào nhận biết được tâm họ nghĩ gì về mình, có lúc lại như cặp đôi yêu nhau nồng cháy, lúc lại im lặng chẳng nói với nhau câu nào, rồi đến lúc bạn dành tình cảm nhiều hơn cho người ta thì bạn đã thua rồi, vì họ vốn dĩ chỉ coi bạn là công cụ giải sầu. Nhắn tin trò chuyện qua lại kiểu em ăn gì chưa, ngủ sớm đi, đi ăn không, rồi rủ mình vô sớm để coi ổng chơi bóng chuyền, đi ngang lớp mình là mình vô, rồi tối nào cũng tâm sự, nhưng rốt cuộc anh chót vô tình thương em như là em gái, là khi cần không dám gọi, buồn không dám than, cô đơn không dám nói, hiểu nhau hơn mức bạn bè nhưng chưa thân thuộc đến mức tình yêu, và khi muốn buông bỏ thì không có quyền nói hai từ chia tay bởi vì hai người cũng chưa bao giờ gắn kết. Nếu như vậy thì có vẻ như chúng ta cũng cần phải có thêm một cái góc nhìn nữa về cái gọi là mối quan hệ mập mờ. Thực tế thì bây giờ nó sẽ có hai tiêu chí để chúng ta nhận định coi cái gì nó đang là cái việc mà mình đặt nó vô cái chỗ mập mờ này. Cái thứ nhất đó là cái sự gọi tên. Sẽ có những cái quan hệ gọi là quan hệ mập mờ khi
không có xác nhận với nhau rằng đó là tình yêu, giống như cái trường hợp mà chị Mai vừa mới chia sẻ. Lạng vậy đó, là rõ ràng là không thể là bạn bình thường được, không có cái bạn nào mà như vậy hết trơn á. Nhưng mà không ai nói lời yêu ai, và mình cũng không thể nào đến với người ta bằng một cái danh phận được gọi là người yêu một cách chính danh. Đó là một cái dạng thứ nhất mà chúng ta gọi nó là mập mờ. Nhưng mà dạng thứ hai, cái dạng này nó đáng sợ hơn nè, là cả hai đều xác nhận là người yêu, đều có những cái câu để xác tín rằng là tôi yêu bạn, bạn yêu tôi, anh yêu em yêu anh. Nhưng tụi mình vậy thôi. Có nghĩa là mập mờ lúc này nó rơi vào một cái mối quan hệ mà ở đó họ không thể nào công khai nó được. Bởi vì có rất nhiều cái lý do vướng mắc. Không chỉ đơn thuần là họ ngoại tình đâu nha, không chỉ đơn thuần là họ có cuộc hôn nhân rồi họ đi ngoại tình đâu, mà có thể vì một cái gì đó mà người ta không có công khai về nhau. Nhưng người ta, hai người trong cuộc có xác tín với nhau rằng tụi mình là người yêu. Nhưng mà bên ngoài người ta sẽ không biết. Thì đó là một cái dạng mập mờ thứ hai đó. Thực ra cũng còn nhiều dạng của cái giới trẻ ngày hôm nay lắm. Cũng tại vì khi làm cái chủ đề này thì cũng tìm hiểu. Chẳng hạn như là có những cái bài hát mà say thì cứ say mà yêu thì bỏ đi hoặc là đôi ta là trên tình bạn mà lại dưới tình yêu. Hoặc là tiếng Anh thì nó có cái nhiều câu kiểu như là friend with benefit. Có nghĩa là làm bạn với nhau thôi. Và có thể vẫn quan hệ với nhau nhưng mà chỉ là friend với benefit, với đời sống tình dục, bạn cộng với đời sống tình dục, với cái quyền lợi, bạn và quyền lợi, có vậy thôi. Chứ hai người trong cuộc là xác định rõ ràng là không có mối quan hệ lâu dài với nhau, và thậm chí là có những mối quan hệ công sở nữa. Nó nhiều dạng lắm. Có nghĩa là buổi tối thì anh vẫn về nhà anh, tôi vẫn về nhà tôi, chúng ta vẫn có gia đình của nhau, nhưng có thể ở trên công sở chúng ta vẫn có những cái mối quan hệ mập mờ kiểu như vậy. Nó trong ngoặc nhiều thứ, nhiều cái biến tướng lắm chị. Chính xác. Thì không biết là còn những cái nào nữa chị có thể bổ sung thêm không ạ? Thực ra như em nói á, có nghĩa là chúng ta có thể là ở trong nhiều hoàn cảnh mà chúng ta sẽ mô tả về những cái gọi là những cái hình ảnh mang tính cụ thể là đó là một mối quan hệ mập mờ. Nhưng mà như đã nói, nó dựa trên hai tiêu chí thôi. Tiêu chí thứ nhất đó là thực ra là mình không tuyên ngôn để mình được chính danh với nhau. Nhưng trong hành động cư xử với nhau, trong cái mà mình dành cho nhau, giống như chị Mai nói, friend with benefit thì làm gì mà bạn nào mà như vậy? Bạn nào, không có bạn nào mà có chia sẻ về đời sống tình dục được theo kiểu đó. Không có bạn nào mà đối đãi với nhau như hai người yêu. Nhưng tụi mình không phải là người yêu. Đó là tiêu chí thứ nhất, là có gọi tên với nhau không. Tiêu chí thứ hai đó là có công khai hay không. Gọi tên nhưng không công khai thì nó là mập mờ trong cái câu chuyện đó, là mình tuyên bố nó với mọi người. Thì nó sẽ là câu chuyện về công sở. Về công sở có thể là hai người đó xác nhận yêu đó, tụi mình là yêu. Nhưng mà không được, tới đây thôi, đừng cho ai biết mối quan hệ của tụi mình. Nó kiểu vậy. Thì nó trên hai cái thông số đó. Nhưng mà thực ra nó hơi khó một điều như vậy nè. Phụ nữ người ta dùng cái câu mà đàn bà thì thích của quen, mà đàn ông thì thích của lạ. Tức là nhiều khi cái sự chung đụng, nhiều khi mưa dầm thấm lâu, cái người phụ nữ mình lại thương. Mà khi mình thương rồi, mà mối quan hệ này hai bên vẫn xác định với nhau là mập mờ, là không chính thức và không có cái hồi kết. Thế thì trong trường hợp này đã có sự lệch pha rồi, phải không chị? Trong trường hợp này thì chắc chắn một điều á, dù là mưu cầu của bên nào đi chăng nữa, thì một cái mối quan hệ mà nó được xây dựng như vậy chắc chắn là nó không phải là mối quan hệ an toàn. Chắc chắn một điều không phải là mối quan hệ an toàn, bởi vì chúng ta không phải là người máy. Để chúng ta nói rằng là bây giờ tôi lập một cái code như vậy, tôi viết cho bạn một cái code như thế và bạn cứ theo cái code đó mà bạn vận hành. Trong cái sự chung đụng về thể xác, về tình cảm, về sự sẻ chia, trong cái lúc mà trong đêm tối tôi cô đơn tột cùng, tự nhiên có người nhắn tin gọi điện hỏi han, lâu dần tôi phụ thuộc về tâm lý, lâu dần tôi phụ thuộc về đời sống tình cảm. Ban đầu tôi ngỡ là tôi chỉ cần người lạ ơi cho tôi mượn bờ vai thôi, nhưng mà sau khi tôi dựa vai xong tôi thấy êm quá, ghiền cầm tay nha. Mà cầm tới cái tay rồi, ê còn những cái khác nữa không? Bây giờ mình gọi là cái lòng tham, nếu như mà hiểu một cách đơn giản thì đó là lòng tham. Nhưng mà xét về cơ chế tâm lý, đó là sự leo thang, sự leo thang trong các cái nhu cầu. Ban đầu tôi chỉ cần tôi được tồn vong thôi, nhưng mà sau đó là tôi muốn được nhiều hơn. Tôi muốn được gọi tên, tôi muốn được thể hiện, tôi muốn người khác thừa nhận nữa. Cho nên sẽ có cái câu chuyện đó là quan hệ mập mờ, hoặc là những mối quan hệ khác, em chỉ cần tới đây thôi, em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là đủ. Nhưng không, đến một ngày em cũng phải có danh phận. Và người đàn ông á, thì lại rất là dùng từ thơ ngây, thì em nghĩ họ không thơ ngây đâu, không có người đàn ông nào thơ ngây hết. Nhưng mà đàn ông thì họ hay nghĩ là phụ nữ sẽ tôn trọng luật chơi. Nhưng các anh sai rồi, phụ nữ dễ lật kèo lắm. Phụ nữ không có giữ cái kèo đó đâu, chỉ có các anh mới giữ cái kèo đó để các anh được yên thân thôi.
Nhưng mà cái sự yên thân của phụ nữ đó là việc là tôi được thừa nhận thì tôi mới yên thân. Còn cái sự yên thân của nam giới là dùm ơn, đừng có thừa nhận. Đó, nên sự lệch pha mà chị Mai nói là nó rơi vào trường hợp này. Và cũng có người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại dấn thân vào cái mối quan hệ mập mờ. Vui. Mai cũng có đọc thì bên mới thấy vậy nè, có thể là nhiều người vừa mới xong một cuộc tình mà say đắm nồng nàn và bền lâu, và họ bị giữa đường đứt gắn và không mong muốn, và lúc này họ chưa sẵn sàng để mối quan hệ nghiêm túc khác, và họ trong một cái giai đoạn gọi là nghỉ giải lao. Hoặc là cũng có thể là bởi vì họ đang du lịch đến một cái điểm nào đó và chỉ là ngắn hạn thôi. Họ cũng không có xác định là tôi hoặc là tôi sẽ ở đây lâu dài, hoặc là tôi đang học một khóa học ngắn hạn ở một cái thành phố nào đó hay một cái nước nào đó, và tôi cũng chỉ có ngắn hạn trong giai đoạn này thôi. Hoặc là có nhiều cái lý do khác nữa. Đó, thì ngoài ra thì những cái mối quan hệ mập mờ như vậy thì chị thấy là cái phần thiệt thòi có thể thuộc về nữ giới không? Hay là do chúng ta đang tự đặt mình ở cái thế yếu thế hơn? Thực ra chúng ta có đang tự đặt mình vào yếu thế hơn. Nhưng mà chúng ta đặt nó cũng có lý do của nó. Bởi vì thực sự phụ nữ thiệt thòi thật. Phụ nữ thiệt thòi đầu tiên là đến từ cái đặc điểm tâm lý của người phụ nữ. Em đã nói rồi mà, kiểu gì thì chúng ta cũng có những cái yếu tố nó thuộc về bản năng. Nó thuộc về đời sống sơ khai nhất, nguyên thủy nhất của giống loài. Khi mà không phải tự nhiên mà từ thời nguyên thủy là phụ nữ là hái lượm, đàn ông đi săn bắt. Có nghĩa là cái cốt cách của cái người phụ nữ với cái đặc tính giới tính ở đây, nó không phải là cái câu chuyện định kiến về giới, mà nó thuộc về cái đặc thù. Và dĩ nhiên là cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà trên cái đặc thù đó thì người phụ nữ họ sẽ có cái thiên hướng tự nhiên trong cái việc là chăm bẵm. Mà nếu như mà nói rộng hơn một tí, thoát ra khỏi câu chuyện về định kiến giới, thì chắc chắn một trong hai bên sẽ có cái thiệt thòi. Và cái người thiệt thòi sẽ là cái người thể hiện cái xu hướng là cái xu hướng muốn được sở hữu và muốn được yên ổn. Thì thông thường muốn được sở hữu, muốn được yên ổn, muốn được bình an thì phụ nữ sẽ chiếm cái cộng số nó cao hơn. Cho nên người phụ nữ sẽ bắt đầu dần dần muốn cái mối quan hệ này nó bền vững, nó dừng lại. Nhưng mà người bên kia người ta đâu có đâu, luật chơi ban đầu nó không phải như vậy bạn ơi. Và khi bạn chơi sai luật rồi thì bạn tự đau khổ với điều đó. Bạn tự đau khổ là vì bạn thấy là mình không được tôn trọng nữa, mà người bên kia người ta vẫn cứ theo luật chơi cũ thôi à. Và cái kế tiếp là gì? Bạn có thể cảm thấy là không, em không cam tâm. Thì cái người bên kia, một là người ta sẽ mặc kệ bạn, hai là người ta vì sự an ổn người ta rời bỏ bạn luôn, và người ta tìm đến một mối quan hệ mới mà người khác lại tuân thủ luật chơi cùng với họ. Thì cuối cùng chỉ có mình ngồi đó liếm láp cái vết thương của mình. Thực sự thì một trong hai bên sẽ là người bị tổn thương, bởi vì chắc chắn sẽ có cái sự leo thang về nhu cầu trong cái mối quan hệ này. Vậy làm thế nào để tránh khỏi những cái mối quan hệ mập mờ? Thì bạn phải thẳng thớm. Thực ra chị Mai bây giờ mình quy lại, mình sẽ thấy rằng là chúng ta tìm đến với mối quan hệ mập mờ bởi vì chúng ta mập mờ. Đời sống chúng ta mập mờ. Chúng ta mập mờ ở cái điều đầu tiên một cách rất là trong veo và tinh khôi. Đó là em không biết em có yêu bạn đó không. Mặc dù em biết là em có hôn bạn đó, em có muốn ôm bạn đó, nhưng mà như vậy là yêu chưa? Nghĩa là ok, trong trường hợp này bạn mập mờ là vì bạn chưa có chắc chắn. Bạn không có tội nhiều lắm. Chỉ có điều là cái sự mập mờ này nó sẽ có deadline. Trong trường hợp này thì những cái bạn rơi vào tình trạng mập mờ rồi sẽ đến lúc không mập mờ nữa, bởi vì lúc đó mình sẽ xác định được thực ra là yêu rồi đó. Bạn này là mình yêu nè, thôi bây giờ mình tự tin rồi nè, bây giờ mình tuyên ngôn với mọi người nè, ê tụi mình không làm bạn nữa nha. Thì trong trường hợp này thì nó chỉ được coi như là một giai đoạn của một cuộc tình chính thức thôi, không có vấn đề. Cái thứ hai này mới có vấn đề, đó là đời sống riêng tư của bạn khuất tất thì bạn mới chọn mối quan hệ mập mờ. Tại vì cái mưu cầu rất là rõ của con người đó là người ta muốn sống một cách tử tế và đàng hoàng mà. Và đặc biệt là sống tự tin. Ai cũng muốn sống tự tin hết. Nhưng tại sao tôi không tự tin tuyên ngôn về mối quan hệ của tôi vậy ta? À, bởi vì tôi đang rất mập mờ, tôi có nhiều tâm cơ trong việc là tôi đang đi câu nhiều con cá. Hoặc là tôi đã có một ao cá ở nhà rồi, tôi vẫn muốn đi bắt cá thêm. Hoặc là tôi muốn có những cái sự thụ hưởng khác về mặt vật chất, nhưng mà anh này cũng cho tôi được nè, bằng sự đổi chác về một cái mối quan hệ mập mờ. Nhưng tôi không công khai anh được, tại vì tôi có một mối quan hệ chính danh khác rồi. Đó, có nghĩa là người ta muốn gia tăng thêm cái sự hưởng thụ của mình. Nhưng mà về gọi là về những cái sự hợp lý thì nó không hợp lý, nhưng mà tôi không có bỏ được cái lòng tham thụ hưởng xuống. Cho nên nếu như muốn tránh khỏi cái mối quan hệ mập mờ ở cái trường hợp này thì bạn sẽ phải là một cái người tử tế với những cái nhu cầu của bản thân, biết mình muốn gì và mình đạt được cái điều mình muốn bằng cái cách nào cho nó hợp lý. Nếu như chúng ta đạt được bằng cái năng lực thực sự của chúng ta, không quỵ lụy, không cầu viện đến những mối quan hệ khác, dĩ nhiên nó cực, nhưng bạn tự tin
Còn nếu như mà bạn tìm đến một mối quan hệ mập mờ để bạn được thụ hưởng từ tình dục cho đến vật chất, cho đến tinh thần, cho đến vị thế xã hội, thì chắc chắn một điều là cái mối quan hệ mập mờ nó sẽ phải diễn ra bởi vì bạn đang bị phụ thuộc mà. Nhưng mà có những cái mối quan hệ mập mờ như chị vừa chia sẻ đây cũng có những cái vấn đề, có sự thụ hưởng nó nằm ở trong đó. Chẳng hạn như là một bạn trẻ thấy một anh thành đạt mặc dù có gia đình rồi nhưng mà vẫn dấn thân để có thể có một cái đời sống tốt hơn một chút. Đó, thì đấy cũng là một những cái để miêu tả rõ hơn tại sao mà có những cái vấn đề quan hệ mập mờ ở đây. Nhưng mà chị thấy ngày hôm nay á, trong cái mối quan hệ mập mờ theo kiểu mấy vừa giải thích á, xã hội này hiện giờ lại rất là nhiều. Em phải khẳng định luôn với chị Mai là nhiều. Tại sao lại như nó vậy nhiều chị? Không phải là vì con người ta ủng hộ đâu. Tại vì nếu như người ta ủng hộ thì người ta đã không lên án. Mà thực ra cũng may ha, cũng may là mình nhìn vẫn còn nhìn thấy những cái bài lên án. Chứ mà bây giờ mà người ta vỗ tay hoang hô chắc cũng mệt lắm luôn. Thì ơn trời là chúng ta vẫn hiểu rằng đó là một điều cần được chỉnh đốn. Nhưng không có nghĩa là nó không có. Cuộc sống hiện đại nó bày ra quá nhiều những cái tình huống ở đây. Em không muốn đổ thừa hoàn cảnh đâu. Nhưng mà hoàn cảnh nó tạo ra một cái chất xúc tác quá mạnh trong trường hợp này. Người ta rời khỏi gia đình của mình một ngày đến 8-10 tiếng cho những công việc bên ngoài. Từ đó dẫn đến cái câu chuyện là đôi khi người ta lại gặp gỡ một cái người khác nhiều hơn. Và bắt đầu nó khó phân định giữa các mối quan hệ tên gọi là gì: đồng nghiệp, đối tác, người hỗ trợ trong công việc hay người nương tựa tinh thần. Bắt đầu nó khó phân định thì thôi, miễn mình đừng có bước qua cái ranh giới mà được coi là động trời đó, là lên giường cùng nhau là được. Nhưng họ quên rằng đó là ngoại tình tư tưởng. Wow, ghê không? Và từ ngoại tình tư tưởng cho đến một ngày nhìn thấy ông chồng là thấy nó chán kinh khủng. Gần lắm, rất gần. Người chồng thì sẽ cảm thấy là trời ơi sao vợ mình không có thơm nữa, vợ mình không có ngon nữa. Mà đồng nghiệp thì lồng lộn lên. Mà mấy cô vợ cũng nghiệt lắm. Tại sao mình đi làm mình đẹp mà ở nhà mình không chịu đẹp? Chúng ta cứ hay có tư duy ở nhà thôi mà cần gì. Ủa cần chứ, nhà là 1/3 giá trị cuộc đời mà sao không cần đúng được trời rồi. Kiểu vậy. Nhưng mà chúng ta hơi chủ quan. Thì người ta bắt đầu muốn thụ hưởng về cái sự hưởng thụ cái đẹp. Dĩ nhiên là nó sai, nhưng mà cái sự thụ hưởng đó nó có. Và vì người ta biết nó sai cho nên nó mới mập mờ. Chứ nếu như người ta không biết nó sai là người ta tuyên ngôn chính thức luôn rồi, năm thê bảy thiếp. Rồi người ta mập mờ là bởi vì ở đó người ta có những cái sự cởi mở về quan điểm. Ví dụ ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng mà ngày hôm nay ôm vai bắt cổ là chuyện bình thường. Kiểu vậy. Nhưng mà từ ôm vai bắt cổ cho đến những cái rung cảm về mặt giới tính, cho đến cái việc cảm thấy là bàn tay này ấm hơn bàn tay kia. Thì nhưng mà mình không thể gọi người ta là người yêu của mình được. Thì thôi cứ hưởng đi. Và đừng gọi nó là người yêu thì coi như là không vi phạm. Cho nên có nhiều vụ á, có nhiều vụ mà khi đổ bể ra đó thì người trong cuộc chất vấn người còn lại là tại sao lại như vậy, tại sao lại phản bội, thì cái người trong cuộc kia họ vẫn trả lời theo kiểu là không, tôi không có phản bội vợ chồng tôi. Không yêu. Tại vì tôi đâu có yêu cái người này, tôi đâu có gọi cái người này là người yêu. Thực ra cái đó là sự bao biện. Dĩ nhiên. Cho nên mối quan hệ mập mờ là một mối quan hệ mang tính bao biện. Chúng ta gọi nó mập mờ để chúng ta được thoát khỏi những tội danh liên quan đến phản bội thôi. Hay quá. Chứ về bản chất nó vậy mà. Về lý do là biết rằng mối quan hệ mập mờ khó có kết quả như ý, nhưng người trong cuộc vẫn cứ bước tới, thì Mai đọc được một ý kiến rất là hay, Mai chia sẻ với cả nhà nhé. Đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, ở đó ta có thể đi ăn, đi xem phim, đi dã ngoại, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống của cả hai, cùng vui, cùng cười và cùng khóc. Bạn và người ấy sẵn sàng dành hàng giờ để rong ruổi khắp nơi, vừa đi trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại có những giọng cười khe khẽ vang lên, sao động cả một khu phố nhỏ, vang vọng vào tim mỗi người. Nhưng lúc ấy, dường như cả hai đều cảm thấy ôi sao, cái đường xá hôm nay lại đẹp như thế. Và đôi khi ta chỉ cần một mối quan hệ mập mờ để những lúc yếu lòng còn có người ở cạnh để quan tâm và chúng ta nũng nịu. Những lúc mỏi mệt còn có một bờ vai vững chắc để tựa vào. Và những lúc ấy, cho dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì đứng trước giông tố, con người chúng ta cũng trở nên thật nhỏ bé và cần được chở che hơn bao giờ hết. Hơn hết, một mối quan hệ không rõ ràng chắc chắn sẽ không có những giận hờn hay ghen tuông vu vơ. Bởi đơn giản, mình có là gì của nhau đâu. Một mối quan hệ không rõ ràng chủ yếu vui là chính, đưa đẩy ta qua lại, miễn cả hai đều cảm thấy hạnh phúc là được.
bây giờ Mai có hai cái phong bì thôi, chị cái Mai cái ha. Ban biên tập tổ chức rất là kỹ đây. Trời ơi, rồi mình làm gì với nó chị? À, có nghĩa là bây giờ nếu mà chị chọn được cái gì thì mình sẽ làm đúng theo cái mục tiêu mà ban biên tập đã chuẩn bị cho mình. Ví dụ như chị khen thì chị sẽ khen là cái mối quan hệ mập mờ nó có lý do, chê nó cũng có lý do. Thực ra cái gì nó cũng có hai mặt hết. Đúng rồi. Cái, dù cho nó là một cái tệ nhất nhưng mà nó cũng có cái lý do của nó. Đúng rồi, ví dụ như là chất gây nghiện đi, thực ra cũng có lý do để người ta tìm đến với nó rồi sau đó nghiện nha. Giờ sao chị? Giờ rồi xong rồi đó, em xong rồi đó. Rồi giờ chị nói trước ha. Trời ơi mọi người ơi, cái này gọi là quả táo nhãn lồng á mọi người. Mình vừa mới nói là không nha mọi người, đừng nha. Trời ơi, tôi đã gây ra tội nợ gì với biên tập hả trời ơi chị mới này. Giờ khen đúng không? Thực ra dùng từ khen thì nó hơi sượng trân nha mọi người. Nhưng mình sẽ nói về cái lý do hợp lý. Đúng rồi. Lý do để dẫn đến cái điều đó chứ đúng thì không ai tự nhiên đang yên đang lành mà làm một cái gì đó nó bất bình thường. Và đây là một việc bất bình thường, nhưng tại sao người ta tìm đến? Giống như mình nói, thứ nhất là người ta cần một cái sự, đầu tiên là em nói về những cái mà gọi là nó hợp lý nhất đi. Người ta cần một cái sự an ủi tinh thần, những cái sự thiếu vắng mà cái mối quan hệ chính thức của họ không có đáp ứng được. Em lấy ví dụ nha, một người chồng vũ phu, một người chồng không có quan tâm đến vợ, hoặc là một cô vợ đanh đá, một cái cô vợ mà ở đó ăn to nói lớn và trơ gan ra với đời sống gia đình, chỉ có chồng đem tiền về là được, còn lại là mình có những cái lối sinh hoạt mà ở đó cái sự gắn kết tinh thần nó không còn. Đây là cái lý do mà nghe thì có vẻ nó bình thường nha chị, nhưng mà nó lại là cái lý do có công phá nhiều nhất. Bởi vì cái mối quan hệ ban đầu người ta tìm đến với sự mập mờ, nhưng sau đó là nó sẽ mập rõ thiệt, bởi vì chắc chắn mối quan hệ này họ không muốn giữ nữa. Vì sự tổn thương quá lớn. Đó là lý do đầu tiên để người ta cần một cái mối quan hệ mà tôi không thể gọi bạn là người yêu, tôi không thể gọi bạn là chồng, là vợ, nhưng tôi cần bạn, tôi cần sự nương tựa, không phải của một đứa bạn, mà là của một cái người tri âm, tri kỷ, thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm. Chỉ thiếu một cái, có thể đoạn này chúng ta chưa có quan hệ tình dục với nhau thôi. Nhưng mà cái khoảng cách đến chuyện đó nó gần lắm. Đó là cái lý do đầu tiên. Thì điều này nó sẽ làm cho con người ta cảm thấy phấn chấn hơn, được an ủi, được nương tựa, được bớt thấy cuộc đời mình bi thương. Cái thứ hai, nói gì nói thì tiền cũng là công cụ mạnh. Mối quan hệ mập mờ nó có thể làm cho con người ta được giải quyết một số những cái vấn đề tiền nong. Nếu như một trong hai người bên sử dụng kinh tế như là một cái chất kết dính để tạo ra mối quan hệ này. Nó không phải là hôn nhân thì quay trở lại giai đoạn trước hôn nhân. Một mối quan hệ mập mờ trước hôn nhân, cái ưu điểm của nó đó là đây là giai đoạn mà chúng ta sàng lọc. Chúng ta sàng lọc để chúng ta coi là thực sự thì mình có thể gắn kết với ai một cách chính thức. Có điều là đã gọi là mập mờ thì đừng có tạo ra một cái điều gì đó để nó mang tính phản bội hoặc là lật kèo. Thì cái lý do thứ ba là cái lý do mà được coi như là một cái bước để người ta chọn một cái người chính thức với mình. Nhưng mà phải có dừng lại. Bởi vì nếu như không dừng lại, không có deadline, thì đây là trường hợp mà bạn sống một cách tùy tiện rồi. Bạn bỡn cợt với tình cảm rồi. Thì đó là những cái lý do mà em thấy nó cũng tích cực. Mà cũng có nghĩa là thông cảm được, lý do, nguyên nhân. Thì thôi chẳng nặng đừng. Còn giả như của Mai chê. Là chê. Thì chê thì nhiều, chê thì quá nhiều rồi. Nhưng mà thôi nói ra ba điểm. Thứ nhất á, là vì mình là phụ nữ mà, mình nói về mặt phía nữ giới thì rõ ràng là cái này nó dễ bị tổn thương. Chúng ta dễ bị tổn thương bởi vì phụ nữ mình á, hay có cái kiểu mùi lòng, hay có cái kiểu thương, hay có cái kiểu chỉ cần người đàn ông mà chăm mình một chút cháo trong lúc mình đang bệnh thôi là cũng thương rồi. Rồi hoặc là nhiều khi lo cho mình một chút xíu, cái xe nó hư lại sửa cho mình một tí, thấy cũng thương. Cần gì sửa đâu, chị dắt xe xuống thôi là trời ơi, cũng thương. Tim. Mở cửa rồi anh kéo ghế cho mình ngồi một cái là mình thấy cũng rung rinh trái tim mà nó cũng nhảy cha 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 rồi. Nói vậy thôi chứ thực ra phụ nữ mình sẽ dễ có cảm xúc khi mà có cái sự chung đụng vật lý. Là điểm thứ nhất. Mà nếu như cái chuyện này nó chỉ là mối quan hệ mập mờ và chỉ dừng ở đây thì rõ ràng cái phần thiệt hại là người phụ nữ sẽ dễ bị tổn thương. Và chưa kể là thời gian của phụ nữ thì nó có giới hạn. Tuy là thời gian đều như nhau nhưng mà về thanh sắc, về tất cả mọi thứ thì phụ nữ có giới hạn. Do đó là nếu như chúng ta càng kéo dài cái mối quan hệ mập mờ này thì chúng ta càng dễ
chôn cái tương lai của mình ở một cái giai đoạn ngắn hạn hơn. Như vậy là cái tương lai mờ mịt hơn nếu chúng ta ở cái mối quan hệ mập mờ. Và đồng thời nữa là cái mối quan hệ mập mờ này đôi khi á, nó sẽ làm chúng ta ức chế. Ví dụ như đi chơi, xong rồi anh có nhìn cô khác, hay là anh có kiểu bông đùa gọi là tán. Nhưng mà mình cũng không có quyền gì để nói, vì mình cũng phải là người yêu đâu. Mình đâu có thể nào mà ngồi mà ghen một cách vô lý được. Vì rõ ràng là không phải người yêu không được quyền. Thì nhiêu đó thôi cũng làm cho mình dễ tủi thân. Nó có nhiều yếu tố mà mình nghĩ rằng là cái mối quan hệ mập mờ này nó sẽ thiệt thòi nhiều cho nữ giới. Nhưng về phía nam giới thì cũng không phải là họ không bị thiệt thòi đâu. Thực ra nếu như Mai cũng gặp nhiều người họ yêu riết rồi họ, cái sợ nhất là họ sợ chai mòn cảm xúc. Cái mất đi cái cảm xúc cũng là một cái rất là nguy hiểm. Bởi vì con người chúng ta khác cái máy thì cái là chúng ta là con người có biết rung động. Mà nếu như chúng ta quan hệ nhiều, có mối quan hệ mập mờ để mà chọn lựa và dấn sâu với thời gian thì chúng ta cảm thấy chúng ta bị trơ ra. Giống như chúng ta ăn cũng thấy ngon, tôi nhìn bó hoa cho chúng ta thấy đẹp. Thì như vậy chúng ta gặp bất cứ cô nào cũng như cô nào thì cái đó cũng là mất cảm xúc cho người đàn ông. Chứ không nghĩ rằng đàn ông chỉ là lợi trong đây đâu. Và chưa hình dung, đàn ông cũng mất thời gian. Họ cũng, thời gian của họ nó cũng có giới hạn. Họ qua đi cái tuổi có thể xây dựng gia đình, có thể có gia đình và những đứa trẻ. Họ cũng qua đi những cái giai đoạn đó thì họ cũng là cái sự mất mát. Rồi chưa kể nữa là vì sau này họ cũng có cần người chăm sóc. Người đàn ông vậy chứ người phụ nữ có khi sống một mình được. Tự nấu cơm, tự dọn cơm, tự giặt đồ, tự chăm sóc, tự lo cho cuộc đời của mình được. Nhưng đàn ông không phải ai cũng có làm được. Có người cũng không biết nấu ăn. Có người giặt đồ được không ủi, không biết ủi. Nghĩa là họ sống một mình họ sẽ rất là khó. Và như vậy họ cũng mất đi một cơ hội của mái ấm gia đình. Nói chung nói túm lại thì mối quan hệ mập mờ nếu mà nó ngắn hạn vì một cái lý do nào đó thì mình có thể cảm thông. Nhưng mà nếu mà nó kéo dài thì thiệt thòi kể cả nữ và nam đều nhận được những cái quả đắng hết á. Còn quan điểm của quý vị về mối quan hệ mập mờ là như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Và Mai sẽ có thêm những gợi ý từ quý vị để chúng ta tiếp tục chương trình này trong những số tiếp theo để thỏa đáp được những thắc mắc của quý vị. Qua buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tony A, hy vọng là chúng ta có một cái nhìn tổng quan cũng như là toàn diện về mối quan hệ mập mờ. Như vậy không biết là quý vị nào có đang mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ này hay không? Và làm cách nào để chúng ta có thể gỡ ra cái mối quan hệ rối bòng bong đấy? Và liệu mối quan hệ mập mờ có trở thành một mối quan hệ bình thường được hay không? Tất cả sẽ được chuyên gia tâm lý Tony A chia sẻ với chúng ta trong phần tiếp theo của chương trình. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã đến đây để trò chuyện cùng quý vị khán giả. Dạ em cảm ơn chị Thanh Mai và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Thanh Mai Show.